Foreign lines are mostly just in large cities. Recently, EVN has opened the first compact foreign line shop in Ho Chi Minh City. As planned, the corporation will set up 100 other shops throughout the country. On folk culture in different localities of the country, such as wedding rituals of the Bai ethnic group, the folk culture of the Kazong ethnic group in Guangdong province, and traditional literature of the Manong and Ede ethnic groups. The 60 best research projects were selected for the 2007 prizes in folk art research. On this occasion, the Vietnam folk chính cụ thể. Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu đối với các mặt hàng truyền thống, trong đó đặc biệt chú ý đến các mặt hàng nông lâm thủy sản. Thứ hai, tăng cường đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, chú trọng đổi mới công nghệ thiết bị. Thứ ba, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường. Thứ tư là tập trung khai thác chiều sâu chiều rộng đối với các thị trường xuất khẩu truyền thống, thị trường xuất khẩu trọng điểm đi đôi với việc phát triển các thị trường có chung đường biên giới với Việt Nam. Thông tin được tổng hợp trên các báo tin tức Sài Gòn Giải Phóng, Lao Động, Đầu Tư, Thời Báo Kinh Tế. Trở lại với tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Con số này được đánh giá là mức cao nhất kể từ khi thực hiện luật đầu tư nước ngoài năm 1988 đến nay. Báo Thế Giới của Việt Nam cho biết hiện Việt Nam được Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc xếp thứ 6 trong số các nền kinh tế hấp dẫn đầu tư nước ngoài nhất. Ông Supachai Panipadi, Tổng thư ký diễn đàn này khẳng định những thành công trong thu hút vốn FDI vào thời điểm hiện nay là phỏng vấn với báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho rằng hiện tại Việt Nam vẫn còn hai rào cản lớn phải vượt qua, đó là cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc, trong thời gian tới, chính phủ Việt Nam mở cửa khẩu phụ với Việt Nam. Các công ty chứng khoán đang cạnh tranh gay gắt. Theo phản ánh của báo Thanh Niên, thì từ đầu tháng 11 đến nay đã có thêm 30 công ty chứng khoán mới, nâng tổng số công ty chứng khoán có mặt trên thị trường lên gần 100 công ty. Hiện tại, nguồn thu của các công ty chứng khoán. Vì vậy, các công ty chứng khoán đang ra sức cạnh tranh bằng cách giảm phí môi giới. Thậm chí có công ty còn miễn phí môi giới trong vài tháng đầu cho khách hàng. Thế nhưng điều này cũng chưa đủ để lôi kéo các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đối với các công ty chứng khoán mới, mảng tự doanh, tức là mua bán chứng khoán bằng nguồn vốn của công ty, tỷ đồng. Công ty chứng khoán Sài Gòn tăng từ một trong những cách thức cạnh tranh mà các công ty chứng khoán giao dịch trực tuyến rất là thói quen của nhà đầu tư và cả hạ tầng công nghệ chung chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó, yếu tố then chốt để tạo nên sự thành công của các công ty chứng khoán hiện nay vẫn là có đội ngũ.